Xin chào mọi người nha, ngày hôm nay là cái buổi họp team của Hà Nội. Rất là đông các anh em, rất đông các em tham gia luôn. Đây các bạn trẻ ở khu vực Hà Nội, nói là nhiệt tình. Số lượng thì phải nói là rất đông luôn. Hôm ngày hôm nay tụ tập của rất nhiều các bạn ở toàn quốc, đặc biệt khu vực Hà Nội sẽ rất là nhiều. Ngoài ra một vài bạn ở các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Bắc Ninh, các thứ đều đến tham gia rất là nhiệt tình. Xin chào mọi người, chào em nha. Xin chào. Đó, anh em đến tham gia rất là nhiệt tình. Pina rất đẹp luôn. Con này cũng ra tại Hà Nội bay này. Nhìn xe nó viết luôn. Sao tay lá tay lắc sao để chúc vào kiểu đánh kiểu gavel luôn à? Nó đỡ mỏi. Hơi vào trong. Rất là đông. Ơi, không đừng đừng quay em. Xe mày mất rồi mà. Xe xong chưa bỏ mất xe rồi. Mất nào? Chưa mất à? Rất là đông anh em luôn nha. Rồi, rất đông. Buổi hôm nay tổ chức khóa lại bài phải nói là rất là đông, có rất là nhiều bạn, kể cả có những bạn từ Hà Tĩnh cũng ra luôn. Đó là đội nhiệt tình vô đối luôn. Rất là đông luôn các bạn. Anh em chơi mấy skill đó anh em biểu diễn hết đi. Để anh quay tí nào. Quay tí là xin chào nha anh em nào có skill là biểu diễn hết đây nào. Đấy, sen tại chỗ. Đây hôm nay sân rất là rộng luôn, anh em biểu diễn skill tha hồ luôn nhá, không có chị, không ai làm phiền luôn, để cho anh em bơi anh em bay luôn nhá. Đấy, rất là đẹp. Thời tiết hôm nay khá đẹp, như này là rất là đẹp rồi, dễ chịu rất nhiều. Hầu hết tất cả các bạn đều tham gia phía kia. Hả? Đẹp dữ chưa anh? Đẹp siêu dữ luôn. Đây, rất là nhiều. Rất là nhiều bạn tham gia phía kia. Buổi offline ngày hôm nay phải nói là diễn ra rất là thành công luôn. Cảm ơn mọi người nha, lần nào kêu gọi được mọi người cứ đông như này là thấy rất là vui. Cảm giác là tổ chức đấy. Tổ chức đấy rất là sướng luôn. 120 cây cơ, tận đâu? Nam Định à, hôm nay team Nam Định à? Nam Định. Nam Định à, ok. Anh em Nam Định à, hôm nay được á. Đợt trước Nam Định còn đạt từ 11 giờ đêm cơ. Đúng rồi ạ. Hôm nay đạt từ mấy giờ? Hôm nay đạt từ 10 giờ tối xong nghỉ chân. Nghỉ chân dập thường, nghỉ chiều. Dạ, ok, Nam Định. Hôm nay còn máu hơn cả Nam Định, có một bạn từ Hà Tĩnh ra cơ. Đây ạ, bạn Hà Tĩnh đây. Ở đây Hà Tĩnh vừa nãy còn một bạn nữa mà. Hà Tĩnh còn một bạn nữa. Ở đây cũng là vùng Hà Tĩnh luôn. Dã man luôn. Còn một bạn nữa cơ, gầy ấy, ba đao á. Yeah, quá được luôn, chất luôn. Đạp về Nam Định rồi, đi cùng hội Nam Định lên. Chất được. 400 cây. Bữa nào anh phải về Hà Tĩnh off phát nhỉ? Vâng. Mà đạp Maric và rốt luôn. Hãy đạp Maric và rốt từ Hà Tĩnh ra thấy ok không? Gấu à? Ghé à? Rất là đam mê, rất là nhiệt tình luôn nha. Cảm ơn mọi người nha, đây. Rất nhiều rồi. Ôi, con này được hay con này con gì đây? Cá lông đeo à? Con này nhìn chất đấy. Đẹp á. Rồi đẹp, được á. Thử ở đâu á? Em mua ở bên ngoài, bố em mua về. Được á, con này được luôn, cả ghi đông chuẩn luôn này. Pita đẹp xịn. Con cá lông đeo này chất này, rất là ngon nha các bạn nhá. Đây, cá lông đeo. Rất chất, rất đẹp. Được, xe đẹp á. Xách nước ngoài về à? Được, rất đẹp. Rất đẹp. Rất là đông anh em luôn nha. Anh em nào có like, có súng người bỏ ra live stream các thứ lên để cho anh em các chỗ khác không được đi cho nó thèm. Cho những thằng mà không được đi ở nhà cho nhìn nó thèm em ạ. Hello. Cho những thằng không được đi ở nhà cho thèm em ạ. Cứ live stream hết lên. NG này. Đấy, xin chào nha. Ôi trời ơi. Hello, xin chào nha.
Hello, rất là đông luôn. Nói ngày lại đông thật, đông ra ma luôn. Arentali này, Sugaku, Sibot này, Ray này, Marik Road này, rất là nhiều thương hiệu luôn. Songfan, Sulami vẫn là chiếm ưu thế. Hôm nay Sulami và Gray chiếm ưu thế ở đây luôn. Đấy, Marik Road cũng số nhỏ, Arentali hầu hết đều có, các thương hiệu đều có nha, cảm ơn mọi người.